Thượng nghị sĩ Hoa Kỳ gặp Ngoại trưởng Nam Hàn tên từ hãng thành. Thượng nghị sĩ Marco Rubio đã gặp Ngoại trưởng Nam Hàn ông Yoon Bun-si ở hãng thành vào hôm nay trong một chuyến thăm nhằm thúc đẩy mối quan hệ song phương giữa hai nước. Ông Rubio đã đến thủ đô Nam Hàn vào hôm qua cho một chuyến thăm 3 ngày. Đây là chặng dừng chân cuối cùng trong chuyến đi kéo dài một tuần của ông đến châu Á. Thượng nghị sĩ Đảng Cộng Hòa, một ứng cử viên tiềm năng cho cuộc bầu cử tổng thống năm 2016, được dự kiến sẽ thảo luận về các vấn đề khu vực và toàn cầu với ông Yoon. Ông Rubio đã đến thăm khu phi quân sự DMZ vào ngày hôm qua và đã gặp các binh lính Hoa Kỳ ở đó. Ông sẽ rời Nam Hàn vào ngày mai.